Lần đầu ăn những món như trong phim Cô Dâu 8 Tuổi. Hôm nay thì mình đi ăn ở một nhà hàng Ấn Độ. Nhà hàng này tên là Bindu. Menu của quán rất là đa dạng và phong phú. Giá thì dao động trong khoảng 1 đến 2 sen. Ở trước quán thì họ có trưng bày menu và những cái mô hình của món ăn để cho chúng ta tham khảo này. Quán thì khá bé và xinh. Mới bước vào quán là chúng ta đã nghe thấy nhạc Ấn Độ rồi. Ấn Độ thì nổi tiếng với cà ri và các món làm từ gà. Và đặc biệt món nào cũng cay. Nếu các bạn không biết gọi món gì thì mình khuyên các bạn nên chọn setto. Trong setto sẽ có nhiều món ăn với lượng thức ăn vừa phải. Chúng ta sẽ thưởng thức được hương vị của nhiều món. Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn. Mình nhìn mà hoa cả mắt. Và cuối cùng thì mình đã chọn một cái setto 1/8 này. Món đầu tiên nhân viên mang lên đấy chính là salad. Salad thì ăn với sốt béo béo và cay cay, ăn rất là ngon nha. Còn đây là cái khay món chính của mình này. Ôi thánh thần thiên động ơi, có quá trời món luôn này. Bánh mì kiểu Ấn Độ này, curry gà, curry tôm này, một cục thịt gà này, cái màu đỏ đỏ kia là thịt heo nhé. Salad cà chua và cơm trắng. Và bây giờ thì cũng ly. Chúng ta sẽ dùng tay bốc để ăn nha mọi người. Tất nhiên là chỉ với bánh thôi. Chúng ta xé miếng bánh mì chấm vào cà ri, ăn gọi là nhức cái lách. Bánh mì thì giòn tan, cà ri ăn rất là đậm đà, cay cay. Bên trong còn có thịt gà và tôm nữa này. Cái phần cà ri này thì vừa đủ ăn chứ không quá nhiều để đỡ bị ngán. Cũng đừng quên ăn kèm cơm với cà ri nha các bạn. Cái cục đỏ đỏ này làm từ thịt heo nha mọi người. Nó có vị mặn mặn và cay cay. Món này thì ăn cũng khá là bình thường. Còn đây là thịt gà ăn rất là ngon nha. Hương vị đậm đà và phản phất vị cay. Nói chung món Ấn nào cũng cay cay. Và cuối cùng là món tráng miệng. Đây là pudding xoài, ăn chua chua ngọt ngọt thơm thơm, rất là ngon nha. Món Ấn ăn rất là ngon và hợp khẩu vị nha mọi người. Mọi người hãy đi ăn thử nhé. Tạm biệt các bạn.